Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh, do chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu kết hợp với rãnh áp thấp nên thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, vùng cao đêm về sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất có thể ở ngưỡng từ 12 đến 14 độ C. Do những ngày qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn kéo dài, đất đã bão hòa nước, liên kết nước kém, kết hợp với ngày trời nắng, liên kết đất dễ tách rời cả khối, nên hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao sụt trượt, sạt lở đất trên các đồi núi cao, ta lùi các tuyến giao thông. Vì vậy, người dân cần tiếp tục đề phòng và nâng cao cảnh giác, thường xuyên kiểm tra các hiện tượng nứt trượt để sớm di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ.